的车。啊，你是在关系车来，我的海的车，呀。vì là còn là tao là vì là bố hiểu chưa, còn chính mày mới là acid con nữa. Mấy thằng không a ba ba a ba cũng có tên gì không? Ừ. Đúng không mọi người? Vậy mới hay. Hay thế bố mẹ mày đẻ mày ra thì không cho mày khuôn mặt à, không cho mày cái tên à, mà mày thế mày hay ngu đấy mà lại còn comment. Chán. Chắc bố mẹ mày tự hào lắm nhỉ. Tự hào lắm con ơi, tự hào lắm con ơi. Nhỉ. Tự hào không? Mày comment tự hào đi cho tao xem nào. Mày comment tự hào tao mới lễ mày. Comment đi. Bố mẹ tao tự hào vì tao lắm đi. Tao mới lễ. Comment đi nha. Đâu? Comment đi. Chắc thằng này bị dị dạng anh em ạ. Mọi người có biết không? Em nghĩ thằng này bị dị dạng. Em nghĩ thằng này bị dị dạng. Thế là mặt không có, mũi thì không. Tên bố mẹ nó nhìn chán, bố mẹ nó cũng chả muốn đặt. Chạy rồi, thế thôi. Hát bài gì mọi người nhỉ? Hoa Hải Đường á. Hoa Hải Đường karaoke. Bài này bài gì? Ui giời, bài này không ăn được. Bài này em không thuộc rồi. Hát bài khác đi mọi người nhé. Bài mới chưa có ra, chưa có karaoke. Lại xin lỗi người anh yêu. Ha, xin lỗi người anh yêu nữa, vợ em phi từ trong phòng ra, vợ em vả một phát à. Vợ đau con à. Ngã tư đường à, ok chị ơi. Ngã tư đường karaoke. Bài này tặng chị Min. Phải về đấy không? Trời cơn mưa bất chợt như hoa chung và
làm sao đấy mọi người ạ. Minh vì làm sao ấy, em bật bài của em lên nó còn bị mất cả ấy. Em hát chay nha chị nhá. Ngã tư đường karaoke. Ui nãy quảng cáo nó đùa chị. Hề luôn. Tôi hát chay thì hay dở gì thì mọi người cũng cố nghe cho mọi người nhé.
ơi mọi người, nếu mà ai mà rảnh thì mọi người vào nghe MV mới của em nhé mọi người nhá. Ai mà rảnh mọi người vào nghe MV mới của em nhé mọi người. Bây giờ chắc là em xin phép để em tắt like thôi. Em xin phép tắt like. Ngày mai chúng ta lại gặp nhau nhé mọi người. Bye bye mọi người. Và hẹn gặp lại. Em cảm ơn chị. Và hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai nhé mọi người.